cầu Hải Phòng. Hoa đang sai. Xuân nên là các cái mầm sừng nó đang ra rất là nhiều đấy. Như thế này gọi được gọi là mầm sừng, cái cây nó rất là khỏe. Đây có cái cây mầm to chưa này. Cây hồng leo này nó ra mầm, nó lên chồi rất là khỏe và nhanh. Rất nhanh lên giàn thế này. 2-3 tháng sau nữa là lên giàn cao.